An Phú Splendora nằm trong khu đô thị An Phú Eco City, đường Trương Dĩnh Nguyên, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, là dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Việt Nam sở hữu loại hình căn hộ penthouse duplex, tức căn hộ 2 tầng áp mái, vừa chính thức hoàn thành căn hộ mẫu và giới thiệu đến khách hàng kể từ tháng 8 này. Các căn penthouse duplex của An Phú Splendora là mẫu nhà ở xã hội có thiết kế thông minh theo tiêu chuẩn Singapore và lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Penthouse duplex có diện tích tối đa lên đến 70m², hai lầu tách biệt, hai phòng ngủ, loza thông thoáng, tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Tham quan cái căn mẫu này thì tôi quyết định mua ngay cái căn penthouse. Tuy giá nó có nhỉnh hơn những nhà ở xã hội khác nhưng tôi hài lòng với cái giá của chủ đầu tư. Cái mức độ khách hàng quan tâm đến nhà ở xã hội hiện nay rất là nhiều. Hầu như là mỗi ngày chúng tôi đều dẫn khách đi tham quan và đặc biệt là vào cuối tuần thì khách phải đăng ký lịch trước rất là nhiều để mới có thể mà đi tham quan nhà mẫu. Căn hộ mẫu penthouse duplex ra mắt giúp người dân có thu nhập thấp tại thành phố Cần Thơ có cơ hội tiếp cận mô hình nhà ở xã hội hiện đại, mở ra bức tranh cuộc sống tương lai vừa an vừa phú.